Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại bản Hồi Mới 2 thuộc xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong của tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 5 của huyện Quế Phong. Địa điểm này cách trung tâm thị trấn 30 km đường rừng và 100% là đồng bào dân tộc Mông. Để đến được địa điểm bầu cử đúng giờ thì bà con đã phải đi từ sáng sớm, vượt qua những chặng đường rừng rất vất vả để đến được điểm bầu cử. Và hiện tại thì rất đông bà con đã có mặt tại địa điểm bầu cử để dự lễ khai mạc và bắt đầu bỏ phiếu. Bản Hồi Mới 2 xã Tri Lễ nằm sát với biên giới nước bạn Lào. Toàn bản có 110 cử tri và đều là đồng bào dân tộc Mông. Được tuyên truyền bằng nhiều hình thức vào ngày bầu cử sớm, bà con bản Hồi Mới 2 đã không lên rừng làm nương rẫy mà tập trung đông đủ tại điểm bỏ phiếu. Đối với nhiều cử tri trẻ đồng bào dân tộc Mông, đây là lần đầu tiên họ được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện nghĩa vụ bầu cử. Rất vui vì đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu. Em mong rằng những người được bầu sẽ yêu thương bà con và quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con. Ngoài Hồi Mới 2, xã Tri Lễ còn có 7 khu vực bầu cử sớm khác là Mường Lống, Nậm Tột, Hồi Sái 1, Hồi Sái 2, Hồi Mới 1, Bà Khổm và Piêng Luống. Không chỉ những người trẻ mà cả những người lớn tuổi từng đi bầu cử nhiều lần cũng không khỏi hào hứng. Thả nó rồi. Lần này là lần thứ 11 tôi đi bầu cử. Hy vọng rằng kỳ bầu cử này sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, có trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Về cái công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì huyện rất chú trọng cái vấn đề này, bởi vì một huyện biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, ở bên kia thì nhiều cái vấn đề phức tạp. Tình hình thực tế như vậy, huyện đã giao cho công an, quân sự và đặc biệt là bộ đội biên phòng đối với các huyện và các xã biên giới là phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt nhất là quản lý tốt về cái vấn đề qua lại cửa khẩu biên giới. Đến giờ phút này chúng ta khẳng định rằng là thành công tốt đẹp. Về tỷ lệ cử tri đi bầu cũng rất lớn và đặc biệt nhất là đồng bào Mông, các tầng lớp nhân dân phải từ trong vùng sâu vùng xa cũng là tập trung về đây bầu cử. Cũng trong ngày 20 tháng 5, tại 146 điểm ở 34 xã thuộc 4 huyện miền núi của Nghệ An cũng tiến hành bầu cử sớm. Thành công tại các điểm bầu cử sớm sẽ là tiền đề, động lực để cuộc bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh vào ngày 22 tháng 5 được diễn ra thành công tốt đẹp.